1001 câu chuyện. Xin chào các em, và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi miếng ticker những nàng công chúa xinh đẹp. Và miếng ticker này sẽ có hai lớp nha. Và bây giờ chị Cách và các em sẽ cùng nhau khám phá xem miếng ticker hai lớp này thì sẽ có những gì. Và trước tiên thì mình sẽ khui ra nha. Đây là lớp đầu tiên. Wow, chúng ta thấy đó, có những con thú rất dễ thương. Đây là con chim cánh cụt đang đùa giỡn với nhau nè. Rồi hả, là những bó hoa, cây xích thuật và những chiếc váy thật là lộng lẫy. Có cả tủ sách nữa nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với lớp thứ hai. Ôi, ten. Đây là lớp thứ hai này nha. Và chúng ta sẽ có bốn cô đẹp công chúa luôn. Những cô nàng công chúa này rất là xinh nha. Mấy em nhìn... nhưng mà những cô nàng công chúa này các em thấy nó có khác lạ so với các nàng công chúa mà mình đã từng chơi qua chưa? Và các nàng công chúa này thì có nút da hơi ngăm đen nha, không có trắng nè, nhưng mà cũng rất là thần thái và rất là xinh đẹp bởi những kiểu tóc và với những chiếc đầm lộng lẫy xinh tươi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tất nhiên là mình sẽ thay trang phục cho bốn nàng công chúa trước. Và trước tiên á là bốn nàng công chúa sẽ diện những chiếc váy đơn giản trước nha. Ta-da! Đầu tiên sẽ là cô nàng công chúa tóc xanh dương. Chị đã cho nàng ấy mặc một chiếc váy xòe rất là dễ thương. Phần ngực thì được đan dây nè. Mình sẽ cho thêm cái phụ kiện lên mái tóc nữa. Sau một nàng nha. Bây giờ sẽ tới nàng công chúa tóc tím nè. Mình sẽ chọn chiếc váy màu tím đi. Chiếc váy màu tím đó, dễ thương cực kỳ đúng nha các em nha. Và mình thêm cái nón nữa. Ui chào ơi, thật là xinh có đúng không? Những nàng công chúa thật là cách đôi chân thật là dài. Và đến tiếp tục là nàng công chúa tóc cam. Để xem tóc cam. Chị đã thấy một chiếc váy phù hợp với tóc cam rồi nè. Trời ơi, xè xè ra nha. Nhìn cái cổ đi rất là xinh luôn. Xong rồi, mình sẽ cho tóc cam một chiếc nón. Và đến nàng công chúa cuối cùng thôi, đó chính là nàng công chúa tóc hồng nha. Wow, nàng công chúa này của chúng ta có mái tóc thiệt là dài và được cột thấp hai bên, được đính với chiếc nơ trông rất là xinh xắn luôn. Đây, chọn một chiếc váy dịu dàng thục hụt nữ phù hợp với nàng ấy thôi nè. Ta-da, xinh quá trời xinh luôn đúng không các em? Mình thêm một cái chiếc hoa nữa. Thôi cô này á có cái nơ rồi, nên là mình sẽ thay đổi bằng một chiếc nón đi. Một em nón màu hồng. Bây giờ mình sẽ tạo một tòa lâu đài cho bốn nàng công chúa nha. Tiên đây, mình cũng chinh nữ lại bốn nàng công chúa trước nha. Rất là đẹp đúng không? Mình đã thiết kế xong tòa lâu đài cho các nàng tiên rồi. Bây giờ mình sẽ đặt những cái phụ kiện, chẳng hạn như đồng hồ nè, vô cho các nàng công chúa. Rồi ở đây còn có một cái tủ sách nữa nha. Đấy, công chúa của chúng ta còn đọc sách nữa nè. Đây là con chim cánh cụt. Xong rồi, bốn nàng công chúa của chúng ta đây. Xong rồi, quên nha, và chúng ta còn có phụ kiện như bó bông, cây phép thuật rồi đó. Những cái vật này á, thì chị sẽ trang trí ở trong cái tòa lâu đài luôn. Rồi bướm nữa nè. Đó,
hoa bướm chị sẽ dán ở giữa trên đây. Rồi đây là những cái bó hoa nha, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thay trang phục cho các nàng công chúa. Đầu tiên là nàng công chúa tóc hồng. Wow, chúng ta có rất là nhiều trang phục đẹp luôn. Đây, các em thấy cái trang phục này đầm có màu tím này, lấp la lấp lánh rất là xinh nha. Đó. Ôi, có kim tím này mấy em thấy không? Đó, nhờ, đẹp quá đi. Đã thay trang phục cho một nàng xong rồi. Bây giờ sẽ tới nàng thứ hai. Đây, và nàng ấy có mái tóc xanh dương. Thì chị sẽ chọn cái chiếc váy công chúa màu xanh dương. Wow, rất là đẹp nha các em. Các em nhìn đi, các bộ váy nó đều rất là sang trọng và quyến rũ luôn. Ôi, thích quá. Bây giờ mình sẽ tới nàng công chúa tóc cam nè. Ta-da, và đây là nàng công chúa tóc cam. À, chiếc váy của cô ấy cũng khá là xinh xắn nha. À, trời ơi, ta nói hả, lượn sóng trông rất là đẹp. Và cuối cùng là nàng công chúa tóc vàng. Trời ơi, nàng này chưa đeo cái vương miện đầy hoa luôn, tay cầm cái phép thuật nữa. Đây chắc chắn là một nàng tiên phép thuật đặc biệt nhất trong bốn cô nàng đó, các em thấy không? Rồi các em xem là trong bốn cô nàng thì váy công chúa của nàng nào là xinh nhất nè. Ngoài những chiếc váy này ra, chị xin mời các em xem tiếp những chiếc váy còn lại. Ta-da, và đây là tất cả những chiếc váy ngắn rất là sành điệu và xinh đẹp của các nàng công chúa. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến với những váy công chúa dài dạ tiệc khác nha. Đây, hai chiếc váy đầu tiên, một chiếc màu xanh lá và một chiếc màu tím, nó rất là lấp lánh luôn. Chiếc váy tím này có những cái ngôi sao màu trắng nè, trông nó rất là lung linh và lộng lẫy. À. Rồi, chúng ta đến với hai chiếc kế tiếp. Wow, hai chiếc này là cái có kim tuyến đầy luôn nè. Rồi ôi, cái phần cổ mấy em thấy không, rất là dễ thương luôn nha. Ở trên đây thì là có nơ nè, rồi có bông nữa. Rồi ở phút dưới đây thì cúp ngực nè, phối với lại vòng thắt lưng eo, nơ, rất là sinh động luôn. Đó, chúng ta có thể là thay trang phục thoải mái cho các nàng công chúa nha. Đây là hai chiếc váy dạ tiệc cuối cùng nè. Tên tên, là hai tông cùng là màu tím, nhưng mà đây là tím nhạt, đây là tím đậm. Tím này thì có pha một chút màu xanh dương á, rất là xinh. Đó, rồi, và chúng ta đã coi hết phần trang phục của công chúa. Và bây giờ mình sẽ đến với phụ kiện nha. Ta-da, và đây là phụ kiện của các công chúa. Nào là nước hoa, dù, kẹp tóc, nón, hay phép thuật. Và những cái bánh, cái kem thật là xinh và thật là ngon luôn. Đó, chúng ta nhìn đi, rất là đẹp. Và bây giờ cùng chiêm ngưỡng lại bốn nàng công chúa của chúng ta nha. Wow, bốn nàng công chúa với tòa lâu đài cực kỳ là xinh đẹp và dễ thương nha. À, rồi. Và video của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các em. Các em hãy thiết kế cho bốn nàng công chúa một tòa lâu đài thật là đáng yêu và chọn những chiếc váy xinh đẹp để các nàng công chúa của chúng ta đi dạ tiệc. Còn video đến đây cũng đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.